Hôm qua thì Salah có cú đúp vào lưới của MU và anh là người ghi nhiều bàn nhất cho câu lạc bộ Liverpool trong những trận đấu ở tại Premier League. Nên là hôm nay chúng ta có kèo Salah 22 OCL đây. Đấy, kèo này là kèo chúc mừng Samuel Messi Salah. Rồi ok, vào kèo mồi đi. Hôm nay tôi sẽ chơi 4 kèo về 1 là tôi chơi. 4 kèo xịn là tôi chơi luôn. Tôi ca có thể làm lại à? Thế thì làm 3 kèo thôi. 3 kèo xịn. Mỗi con kèo 1 2 rưỡi. Ok, GK có thể làm lại được. GK có thể làm lại nhá. Về 2 này. Con này về 1. Con này về 1 là đẹp này. Chơi đi. Con này về 1 là xịt này. Về 2 tiếp à? 3 con về 2 liên tục. Thế thì vào kèo thủ môn đi. Kèo thủ môn có thể làm lại. Thủ môn có thể làm lại luôn. Ngôi thằng cộng 7 nữa. Ở đây, ok. Chiều chú. Mùi đi đẹp quá. Ok, ok. Hôm nay cũng thấy kèo có một kèo full nhưng mà chắc là đi chơi rồi chưa thấy gửi kèo. Về 5 này. Cái thứ 2 UCL cá nhân mình không thích. Cá nhân mình không thích cái thứ 2 UCL. Ba con Hazard anh tự tin đập 6 không á? Anh không tự tin. Rồi về 2 này. Anh không hề tự tin luôn. Đập 6 nó vẫn khó hơn là đập 5 mà. Còn bây giờ là đập 9 này. 7, 6, 5, 8. Ok thế này đi. 1, 2, 3, 4, 7. 1 này. 10 nhịp nhá. 2 này. Tỷ lệ nó chỉ là một con số thôi. 3 này. Nó lên thì nó cứ lên thôi mà. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 nhịp chơi đây. Karim Balu. Về 4 này. Đúng rồi, làm là có thôi. Về 4 tiếp à? Về 4 này. Đen thôi đỏ quên đi. Giờ kéo chính căng ấy. Chỉ một giây rất là dài rồi. Về 4 thì 4 nhịp đi. 1 này. 2. 3. 4. Chơi đây. 114 một mét Salah nào. Chỉ cần Salah nào. Như thế nào? Như thế nào? Hải đang ngay từ Pháp Sư đến từ Nhật Bản được tẩy không bao giờ phun bạch. Nó chỉ là như vậy thôi. Như thế nào? Chiên Mohamed Salah thành công. Quá là ok luôn. Trời ơi. Easy.